vì sao căng thẳng Philippines Trung Quốc nóng lên và Mỹ liệu có can thiệp. Tổng thống Marco kinh hoàng trước thỏa thuận giữa Tập Cận Bình và Duterte về nguyên trạng ở vùng biển tranh chấp. Kính thưa quý vị, trọng tâm của những xung đột gần đây giữa Philippines và Trung Quốc là bãi cạn Scarborough và bãi cạn Second Thomas, Việt Nam gọi là cỏ mây nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila, nhưng Bắc Kinh lại tuyên bố là có chủ quyền. Trung Quốc cũng triển khai một lượng lớn tàu tuần duyên để liên tục tuần tra và quấy phá các khu vực này, cảnh báo Philippines, nước vốn có hiệp ước phòng thủ với Mỹ để bảo vệ nước này trong trường hợp bị tấn công. Căng thẳng ngoại giao leo thang và những xung đột hàng hải gần đây giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh hiệp ước của Mỹ, đã khiến Biển Đông nơi mang tính chiến lược cao trở thành điểm xung đột tiềm tàng giữa Washington và Bắc Kinh. Vấn đề này sẽ là trọng tâm của cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào hôm nay, ngày 11 tháng 4. Theo tờ scmp.com, trọng tâm của những xung đột gần đây giữa Philippines và Trung Quốc là hai thực thể đang tranh chấp gay gắt nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila, nhưng Bắc Kinh tuyên bố là của riêng mình. Trung Quốc sử dụng cái gọi là đường chín đoạn chiếm khoảng 90% diện tích biển Đông để khẳng định yêu sách chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough một dạng săn hô ngập nước mà họ rất thèm muốn vì có nguồn cá dồi dào và bãi cạn cỏ mây, nơi một nhóm nhỏ hải quân Philippines sống trên một con tàu chiến rỉ sét mà Manila cố tình cho neo đậu vào năm 1999 để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình. Tòa án trọng tài thường trực gọi tắt là PCA ở La Hay, Hà Lan đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách mở rộng của Bắc Kinh, thông qua đường chín đoạn của nước này không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, mang lại cho Philippines một chiến thắng có tính bước ngoặt. Nhưng điều đó không ngăn được Trung Quốc, quốc gia đã bác bỏ phán quyết này, trở nên mạnh mẽ và quả quyết hơn. Bắc Kinh đã triển khai hàng trăm tàu bảo vệ bờ biển để tuần tra các khu vực này, gây lo ngại cho Philippines cùng các bên tranh chấp và các quốc gia đối thủ khác tại Biển Đông, bao gồm cả Hoa Kỳ, vốn đang cảnh giác trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Các cuộc chạm trán giữa Philippines và Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp nhất châu Á ngày càng căng thẳng và thường xuyên hơn, trong năm qua khi Bắc Kinh thúc đẩy yêu sách của mình và Manila từ chối chấm dứt các hoạt động đánh bắt cá và tiếp tế cho lực lượng hải quân tại hai bãi cạn. Trung Quốc coi đó là sự xâm nhập bất hợp pháp và đã cố gắng đẩy lùi các tàu của Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động được gọi là vùng xám, như sử dụng vòi rồng, chiến thuật va chạm và đâm húc, và theo Manila là sử dụng tia laser cấp quân sự để cố gắng ngăn chặn các nhiệm vụ tuần tra và tiếp tế của Philippines. Nước này cũng đã triển khai một đội tàu đánh cá mà Philippines và các đồng minh coi là lực lượng dân quân biển trong hai nhiệm vụ tiếp tế gần đây nhất tại bãi cạn cỏ mây các tàu của philippines đã bị hư hại và một số thủy thủ bị thương sau khi trúng nước từ vòi rồng trung quốc đã thúc giục philippines kéo tàu dùng làm tiền đồn đi theo lời hứa nhưng manila khẳng định chưa có thỏa thuận nào như vậy được thực hiện hành động của trung quốc đã thu hút sự lên án và quan ngại quốc tế từ các cường quốc bao gồm mỹ nhật bản australia pháp và anh các nhà báo nước ngoài đã tham gia một số đoàn tiếp tế của Philippines, theo lời mời của nước này đã ghi lại các sự kiện tranh chấp mà một quan chức an ninh cho biết là nhằm mục đích làm sáng tỏ chiến thuật, vùng xám của Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc Philippines gây rắc rối và truyền bá thông tin sai lệch. Ngày 9 tháng 4, một đô đốc cấp cao của Mỹ cho biết các hành động của Trung Quốc là nguy hiểm, bất hợp pháp và đang gây bất ổn cho khu vực. Tổng thống Philippines Marco đã áp dụng đường lối cứng rắn chống lại điều mà ông coi là sự thù địch của Trung Quốc và chống lại áp lực của nước này gần đây, ông thể sẽ thực hiện các biện pháp đối phó chống lại các cuộc tấn công bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hãn và nguy hiểm của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng leo thang. Philippines cho biết các biện pháp đối phó sẽ mang tính đa chiều và liên quan đến các lựa chọn ngoại giao khó khăn. Marco cũng kêu gọi phối hợp mạnh mẽ hơn về an ninh hàng hải để đương đầu với một loạt thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ liệu hoa kỳ có thể tham gia tranh chấp giữa philippines với trung quốc trùng hợp với việc tăng cường cam kết an ninh với mỹ dưới thời marco bao gồm cả việc mở rộng quyền tiếp cận của mỹ tới các căn cứ của philippines manila cũng đang tìm kiếm các mối quan hệ an ninh gắn bó với các đồng minh khác như nhật bản và úc các cam kết bao gồm các cuộc tuần tra chung điều này đã khiến trung quốc thất vọng hoa kỳ có hiệp ước phòng thủ chung với philippines và đã nhiều lần nói rõ rằng họ sẽ bảo vệ đồng minh của mình nếu lực lượng bảo vệ bờ biển hoặc lực lượng vũ trang của họ bị tấn công ở bất kỳ đâu trên biển Đông, Mỹ gọi thỏa thuận này là bọc sắt. Hiệp ước làm tăng nguy cơ đáng kể về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, trong trường hợp xảy ra tính toán sai lầm trên biển. Tuy nhiên, nó cũng có thể hạn chế việc Trung Quốc sẵn sàng đi xa hơn để giữ Philippines trong tầm kiểm soát, cảnh giác trước nguy cơ xung đột và áp lực phải phản ứng kiên quyết nếu có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ. Tổng thống Marcos Kinh Hoàng trước thỏa thuận giữa Tập và Duterte về nguyên trạng ở vùng biển tranh chấp. Ông Marco cho biết chính phủ của ông không biết về bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc, và cũng không được người tiền nhiệm thông báo về điều đó khi ông nhậm chức vào năm 2022. Cựu phát ngôn viên của ông Duterte cho biết, Philippines đã ký thỏa thuận thân thiện với Trung Quốc, cấm Manila gửi vật liệu tới tàu trong vùng biển tranh chấp. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông kinh hoàng khi biết về một thỏa thuận giữa người tiền nhiệm của ông. Rodrigo Duterte và Trung Quốc. Theo đó, cấm Manila vận chuyển vật liệu xây dựng đến tiền đồn quân sự ở bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông. Marco nói với các phóng viên hôm thứ tư, nếu thỏa thuận đó nói rằng chúng tôi cần phải xin phép một quốc gia khác để có thể làm điều gì đó trong lãnh thổ của chúng tôi thì có lẽ sẽ khó tôn trọng thỏa thuận này. Ông nói thêm, tôi kinh hoàng khi nghĩ rằng chúng tôi đã thỏa hiệp thông qua một thỏa thuận bí mật về lãnh thổ, chủ quyền và các quyền chủ quyền của Philippines. Cựu phát ngôn viên của Duterte Harry Rock, cho biết Philippines đã ký một thỏa thuận với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Duterte nhằm hạn chế Manila gửi vật liệu sửa chữa cho một con tàu thời thế chiến thứ hai đang đóng vai trò là tiền đồn của Philippines ở bãi cạn cỏ mây trong khoảng một phần tư thế kỷ vừa qua. Các nhiệm vụ luân chuyển và tiếp tế cho quân đội trên tàu, được gọi là BZP Sierra Madre của Philippines đã trở thành mối căng thẳng thường xuyên giữa Manila và Bắc Kinh khi các tàu Trung Quốc triển khai vòi rồng bắn vào tàu Philippines trong một số trường hợp. Marco cho biết chính phủ của ông không biết về bất kỳ hồ sơ nào của thỏa thuận và họ cũng không được thông báo ngắn gọn về nó khi ông nhậm chức vào năm 2022. Chính quyền đang nói chuyện với các cựu quan chức trong nhiệm kỳ của Duterte về vấn đề này, nhưng Marco nói chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thẳng thắn. Căng thẳng với Trung Quốc sẽ là tâm điểm của hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng và hôm nay giữa Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Marco tại Washington để tìm cách tăng cường hợp tác giữa các đồng minh ở khu vực Ấn Độ. Thái Bình Dương trong nỗ lực chống lại Trung Quốc liên quan đến các yêu sách đối với Đài Loan và Biển Hoa Đông và Biển Đông. Marco cho biết có khả năng sẽ có một thỏa thuận giữa ba nước về việc duy trì an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông. Lãnh đạo Philippines cũng sẽ có các cuộc đàm phán song phương với ông Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh để tiếp tục thảo luận về việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh giữa Manila và Washington.